Hello anh nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với mọi người để hướng dẫn cho mọi người cái cách có thể chơi được con game tài xỉu nổ hũ này bằng một cái công thức rất là hiệu quả nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn em một cái công thức đánh bên cái thống kê phiên này. Đấy, thì nhiều anh em còn chưa biết là đánh bên cái thống kê phiên này liệu là có đánh được không? Đấy, liệu là dùng công thức nào để có thể là vào kiếm lời kiếm lãi đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn em công thức bắt cầu bằng cái con số điểm phiên và tổng con sinh ngầu nhá. Nhiều anh em cứ nghĩ là cái thống kê phiên này nó chỉ sinh ra để gọi là xem là ai đặt cược nhiều, ai đặt cược ít hay thế nào đấy. Đấy, nhưng mà anh em không biết tận dụng nó thì ok, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cái cách tận dụng cái thống kê phiên này, làm sao để anh em có thể vào và kiếm lời kiếm lãi một cách dễ dàng nhất được. Đấy, thì cái công thức này mình hướng dẫn anh em ấy, tuy là nó hơi lằng nhằng một chút, lằng nhằng như nào thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em sẽ biết, được chưa? Đấy, hơi lằng nhằng một chút, mình phải nói trước nhá, là nó sẽ khó đánh hơn so với cái công thức như kiểu là cái cầu bằng. Đấy, hôm qua mình hướng dẫn anh em đúng không? Hôm qua hôm kia gì đấy, mình đã hướng dẫn cho anh em cái công thức bắt cầu mà cái cầu đen trắng rồi. Thì cái công thức số điểm phiên này của mình nó sẽ khó đánh hơn một chút anh em ạ. Nhưng mà nó xứng đáng, tại vì là nó rất là hiệu quả. Nếu mà anh em nào chơi mà anh em muốn tìm một công thức nào đấy nó hiệu quả các thứ thì anh em cứ dùng công thức này cho mình. Đấy, anh em vào kiếm lời kiếm lãi nó sẽ rất là dễ thôi. Nhưng mà mình nói rất là dễ này thì không có nghĩa là anh em cứ vào và đánh thì anh em sẽ có tỷ lệ ăn là 100% nhá. Làm gì công thức nào 100% đúng không anh em? Mình nói này thì hơi phũ, nhưng mà nếu mà anh em nào đen quá thì thôi. Mình nghĩ là nếu mà anh em nào đen đến cái nỗi mà dùng cái công thức này của mình hay là bất kỳ công thức nào khác ấy mà anh em không ăn được thì thôi, nghỉ thôi anh em ạ. Đấy là nói thật. Đấy, đấy mình phải nói trước là như thế nhá. Không thì em cứ bị lún sâu vào trong khi anh em gọi là chơi cả 10 trận mà ăn được đúng 2-3 ván thì thôi anh em ạ. Đến cái lúc đấy thì còn gì nữa đâu mà anh em phải níu kéo con game này đúng không? Đấy, nhưng con game này sinh ra để mình kiếm lời kiếm lãi mà không kiếm lời kiếm lãi được thì thôi. Đấy, tuy là mình cũng chơi cũng nghiện thật đấy, nhưng mà cũng phải khuyên anh em là như vậy. Không thì anh em mà bị lùn sâu vào xong rồi lại bảo là cái công thức của anh nó chả hiệu quả gì cả các thứ thì chết mình. Đấy, tại vì là kể cả công thức của mình nó có kéo cái tỷ lệ thắng của em lên đi nữa, nhưng mà lúc đầu cái tỷ lệ thắng của em là 0% thì kéo lên bao giờ cho nó đủ đúng không? Đấy, công thức của mình nó không phải là tuyệt đối, nên là anh em cũng tự cân đối thôi. Anh em chơi nó hiệu quả thì anh em chơi tiếp, còn không thì bỏ thôi anh em ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn anh em chi tiết cái cách bắt cầu bằng cái công thức này. Cái công thức này thì đầu tiên mình phải tính toán thuận nghịch dựa trên cái cách mình đã ghi phía trên màn hình cho em từ nãy đến giờ rồi. Đấy, sâu ra cho em từ nãy đến giờ rồi. Bước thứ hai là dựa trên cái thuận nghịch đấy và bắt cầu nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em đi, tắt cái cách tính thuận nghịch phía trên màn hình cho em đỡ bị vướng mắt này. Nên anh em nào chưa đọc kịp thì hãy tạm dừng lại để đọc nhá. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bắt đầu tuần này, 7-5 tra tài môn thuận, 11-6 lẻ ra xỉu môn thuận, 10-7 lẻ ra tài môn nghịch, 15-8 là lẻ ra tài môn nghịch này, 11-9 chặn ra tài môn thuận. Câu này câu gì đây, thôi bỏ qua đi. Câu này chưa rõ là câu 22 hay là câu 321 đâu anh em ạ. Đấy, câu này thì tạm thời mình sẽ bỏ qua xem như thế nào. Ok, 11-0 đúng không, 11-0 lẻ ra xỉu môn thuận. Thì có lẽ là nó chạy cầu 22 nhá. Nếu mà mình đánh thì có lẽ mình hay đoán là cầu 321 lắm, tại vì cái cầu 321 nó sẽ dễ ra hơn là cái cầu 22. Nhưng mà nay ở chỗ này thì nó lại ra là cầu 22 anh em ạ. Ok thôi, thì con này nhá, cái con tiếp theo mình sẽ đánh tiếp là một con nghịch, tức là đánh theo cầu 22 đấy anh em, đúng không? Ok, với cả anh em thấy không, mình bấm sang không sang được anh em ạ, mình bấm không sang được cái phiên mới, thế nó bị lỗi gì đúng không? À, anh nhờ anh em nghĩ thế, nhưng mà mình nghĩ là chả biết là tính năng hay là lỗi nữa, nói chung là rất là dễ để anh em có thể là bấm sang cái phiên mới thôi. Cách thứ nhất nhá là anh em có thể bấm sang trái này xong bấm sang phải thì em sẽ ra cái phiên mới. Cái thứ hai là anh em tắt đi bật lại là ra phiên mới thôi, lại đơn giản thôi anh em ạ. Nói chung là không biết là lỗi hay là thế nào, nhưng mà mình đánh quen rồi thì nó vẫn như thế. Anh em đánh thì anh em sẽ thấy hơi bị khó tiếp cận một chút, nhưng nếu mà anh em đánh quen rồi thì cái công thức này nói thật với anh em luôn là nó cực kỳ hiệu quả đấy mọi người ạ. Tuy là hơi khó tiếp cận, hơi khó đánh một chút, nhưng mà anh em mà chơi ok, anh em gọi là làm quen với công thức này được rồi thì kiếm lời kiếm lãi nó là dễ, trừ khi hôm nào quá đen đấy nhá. Ví dụ như kiểu là hôm nào đen đúng không, thì 10 ngày kiểu gì chả có tầm khoảng là 1-2 là 3 ngày anh em đen, thì những hôm đấy anh em có thể là hòa, có thể là lỗ, nhưng mà miễn là anh em chơi đấy, mọi người chơi, nhưng mà cái số lượng ngày anh em thắng đấy, anh em lãi nó sẽ lắm hơn là những cái ngày em thua là được. Đấy, mình nói như này thôi, anh em cũng tự hiểu là có những cái ngày mình đen đến cái nỗi mà mình sẽ thua,
nên là có những ngày hôm mà mình đăng video lên cho anh em mà mình lỗ hay các thứ như thế nào thì nó là bình thường thôi. Không lúc nãy anh em lại bảo là anh hướng dẫn cho anh em chơi mà anh lại lỗ các thứ thế này thế có chết không các thứ, thì vỡ một đây anh em ạ. Anh em nhá, không phải anh em nhìn một ngày chơi thì anh em sẽ biết được đâu, anh em phải nhìn cả 9-10 ngày hoặc là anh em phải chơi cả tháng thì em mới có thể kết luận được là cái công thức này hay là mình đánh nó có hiệu quả không, chứ không phải là anh em cứ chơi được một ngày xong anh em lại kết luận luôn là cái công thức này nó hiệu quả hay là cái công thức kia nó không hiệu quả nhá. Đấy, ok rồi, thế con này tại sao mình lại đánh 10M đúng không, và cái tại sao con trước mình lại đánh 5M đây, đợi mình giải thích chi tiết cho anh em nhá. Cái con số 8 này, con số 8 thì mình còn chưa biết là nó ra là một con thuận hay món nghịch đâu, nhưng mà anh em thấy không, ở đây có hai con 10 giống nhau đợi nhau này, thấy không nha, hai con 10 giống nhau đợi nhau. Lúc đầu mình cũng đã sâu cái mẹo này cho anh em rồi, ở trên lúc đầu mình đã sâu cái công thức số cái đường phim và tổng bao sinh ở trên đúng không, ở dưới là cái mẹo đấy là cái câu thuyền chú hai con giống nhau đợi nhau thì lại bè với con ngược lại 80%, con này chưa bè con sau sẽ bè tỷ lệ 90% anh em ạ. Đấy thì là mình đánh giò, không phải đánh giò nữa mà mình đánh thật luôn chứ giò gì đúng không, mình đánh là hai con đứng cạnh nhau này có tỷ lệ là 80%, tức là ở đây có hai con 10 đúng không, hai con 10 giống nhau tức là hai con xỉu đấy, hai con xỉu thì mình sẽ đánh về một con tài thôi, và một con tài mình đánh 10M anh em ạ. Ok thì là cái con số 8 vừa rồi mình tính nó ra một con thuận, thế nên là cái con tiếp theo nhá, con tiếp theo thì mình sẽ có tỷ lệ ăn một con thuận đâu đấy tầm khoảng 90% anh em ạ. Không biết là cái con này như nào, đợi mình một chút. Rồi 5 năm thì thua bằng niềm tin đấy chứ, thua bằng niềm tin anh em ạ. Wow, ngon luôn. Ngay con trước có tỷ lệ là 80%, cái con sau mình đã có tỷ lệ là 90% rồi. Tại sao thế, tại sao mình lại có tỷ lệ ăn là 90% đúng không, không phải tự nhiên cái con sau mình lại có tỷ lệ ăn là 90% đâu nhá. Cái con số 8 này mình đánh bằng cái câu thần chú thì không nói làm gì được đúng không. Đấy, tại vì kể cả là mình có đánh bằng cái công thức số điểm viên đi nữa thì mình nói thật cũng không thể nào mà nhìn ra được nó là một con thuận hay một con nghịch đâu. Nên là đánh theo câu thần chú là hợp lý rồi. Đến con số 9 này thì mình đánh theo cái công thức số điểm viên anh em ạ. Đấy chưa? Thì mình có thể gọi là đoán được cái con này có tỷ lệ 90% tại bề trên nó đang ra là 4 thuận. Được chưa anh em? Nếu mà ra 4 thuận hoặc 4 con nghịch nhá thì nó sẽ có tỷ lệ ăn cao nhất là nó sẽ ra là cái cầu chuỗi anh em ạ. Mà cầu chuỗi thì ít nhất là nó phải là 5 con thuận hoặc là 5 con nghịch thì nó mới là một cái cầu chuỗi nhá. Đấy, và cái con vừa rồi anh em thấy không, cái con số 9 này là một con thuận, tức là cái con số cái con số 8 là một con thuận, thế con số 9 mình sẽ có tỷ lệ ăn một con thuận là 90%. Con số 9 là cái con thứ 5 của cái cầu chuỗi đúng không, đấy, nên là con đấy mình sẽ có tỷ lệ ăn là 90% thôi. Đơn giản rồi nha, cực kỳ đơn giản. Wow, đánh có mấy tay thôi lên 80M rồi đấy anh em. Đánh nhá, anh em chỉ cần đánh chuẩn chỉ, anh em vào tiền chuẩn chỉ ở những cái con hợp lý là được. Ok, đến con số 10 này thì mình lại đánh tiếp theo một con thuận nữa đấy, một con thuận đúng không, 11-4 lẻ xỉu một con thuận. Như anh con tiếp theo thì em cứ thế mà đánh theo cầu thôi, nhưng mà chỉ nên đánh tầm khoảng cứ loanh quanh 10% số là ổn rồi đấy, anh em không nên đánh quá to nhá. Nay là chắc cũng đến đây thôi, mình đánh như thế này là quá ổn áp rồi đúng không anh em, đánh từ 50M lên hơn 80M, lạ hơn 30M rồi còn cái gì nữa đấy. Nên là nếu mà anh em nào mà còn có hỏi gì về công thức này của mình này thì cứ comment phía dưới cho mình biết nhá, mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Còn nay là đã hướng dẫn anh em về công thức bắt cầu cách bắt cầu chua chứ bắt cầu 22 xong là hướng dẫn cho anh em cái cách có thể là dùng cái mẹo đúng không, cái mẹo của mình để có thể vào và kiếm lời kiếm lãi được, nó cực kỳ đơn giản anh em ạ. Ok thế thôi, đến đây thôi, bye bye, gặp lại mọi người ở clip lần sau.